Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 145. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Hạnh Chơn. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 17 tháng 6 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mở kinh ra. Câu thứ 5 trong kinh Trường Hàn nói về trời hóa lạc, niệm quang thiên vương đắc liễu tri nhất thiết Phật, vô tận phước đức tướng giải thoát môn. Đây là pháp môn tu học của Niệm Quang Thiên Vương. Pháp môn này là liễu tri nhất thiết Phật, vô tận phước đức tướng. Trong đoạn này, Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta ba ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nói tướng của phước đức. Thứ hai, nói đến thanh tịnh từ bi. Thứ ba, nói đến hạnh đại từ bi. Nói rất hay. Chúng ta cần phải học tập. Liễu là thấu triệt, tri là hiểu biết, nhận thức. Hai chữ này là then chốt. Chúng ta học Phật không thể không thận trọng đối với hai chữ này. Thật sự thấu triệt, trong Phật Pháp gọi là công đức lợi ích thù thắng. Như vậy mới có thể tu hành được. Ngày nay chúng ta tu học công phu không đắc lực, vẫn bị phiền não trói buộc. Nguyên nhân là vì chúng ta đối với Phật Pháp, không những là Phật Pháp, nói thật đến Pháp thế gian đều không thể thấu triệt. Tuy đọc sách không ít, đọc kinh cũng rất nhiều, nhưng không hiểu nghĩa lý trong kinh. Không biết vì sao có kiết hung họa phước, nghiệp nhân thiện ác càng không cần nói. Chúng ta bắt đầu tu từ đâu? Hai chữ thấu triệt rất quan trọng. Vì sao chúng ta không thấu triệt được? Phiền não che khuất tâm, che mờ tâm của mình.
Trong phiền não nghiêm trọng nhất là tư dục. Tự tư tự lợi, ái dục và thị dục. Thị dục là thị hiếu. Nếu không xả bỏ nó, tất cả thiện pháp, thế xuất thế gian, quý vị tuyệt đối không thấu triệt được. Dù chư Phật Như Lai đến lại, quý vị cũng không thấu triệt. Vì sao vậy? Vì bản thân quý vị có chướng ngại, không sao lãnh hội được. Những điều ta thấu triệt chỉ là ngôn ngữ và vẻ bên ngoài của người ta mà thôi. Trong lễ ký nói, loài anh vũ biết nói cũng chỉ là một loài chim. Chim cũng biết nói, bắt chước người nói chuyện, chúng vẫn thuộc loài cầm thú. Nguyên nhân gì? Chúng biết nói nhưng không hiểu ý nghĩa trong đó. Vì sao người ta tu hành chứng quả? Do họ thấu triệt. Thấu triệt trong Phật Pháp gọi là giác ngộ. Đại triệt, đại ngộ, nhận thức rõ ràng. Nhận thức tướng của Phước Đức, họ mới có thể thành tựu tướng của Phước Đức. Chư Phật Như Lai, kinh điển thường nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nếu họ không liễu trì, làm sao có thể thành tựu? Người thế gian gọi đây là tướng hảo. Người thế gian liễu trì có giới hạn. Phật vì giáo hóa chúng sanh, cho nên 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là tùy thuận thế gian mà nói. Nói theo tục đế. Trên thực tế, tướng hảo không có biên tế. Phật Pháp Đại Thừa thường nói thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Đó là thật. Đâu chỉ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tướng tốt từ đâu đến? Người xem tướng trong thế gian thường nói, tướng tùy tâm chuyển. Đây là thật. Tương ứng với nguyên tắc nguyên lý trong kinh Phật nói. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói hiện tướng của 10 pháp giới y chánh trang nghiêm là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tám chữ này chính là tướng tùy tâm chuyển. Tướng hảo của Phật Bồ Tát là tâm tốt của Phật Bồ Tát. Tướng của chúng sanh trong ác đạo không tốt là tâm của chúng sanh trong ác đạo không tốt. Tâm có tham sân si, vì thế hiện tướng không tốt, tướng của ác đạo. Tâm xa lìa tham sân si. Vì thế thành tựu tướng hảo quang minh của Phật Bồ Tát. Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta ba nghĩa. Thứ nhất là tướng phước đức, tức là tướng hảo quang minh không có cùng tận. Ngài nói có 10 thế giới liên hoa tạng vi trần số,
cho nên không có cùng tận. Bình thường chúng ta nói thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Phật quả địa mới đến cứu cánh viên mãn. Vì thế tướng phước đức là vô tận. Nhưng chư vị phải biết, nếu thấy được tướng phước đức vô tận của Phật, quý vị ở địa vị nào? Đã thành Phật. Nếu không thành Phật, làm sao có thể thấy được? Tâm lý của mỗi chúng ta không giống nhau. Dù cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát, thấy tướng cũng không giống nhau. Năm 82, tôi giảng kinh tại Hồng Kông. Pháp sư Thánh Pháp đến thăm tôi, nói với tôi ông đi chiêm bái núi Phổ Đà, trong động Phạm Âm nhìn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm. Họ có ba người xuất gia cùng đi, còn có quan viên địa phương. Tại động Phạm Âm, ba người xuất gia cùng lạy Bồ Tát Quán Thế Âm trước cửa động. Pháp sư nói với họ lạy khoảng hơn nửa tiếng, liền thấy Bồ Tát Quán Thế Âm, vô cùng hoan hỷ. Trên đường về, ba người đều nói về hình tượng Bồ Tát mà mình thấy được. Ba người thấy đều không giống nhau. Pháp sư Thánh Pháp thấy Bồ Tát Quan Thế Âm màu vàng, thân kim sắc, đội mũ tỳ lô. Thấy được thân tướng này. Một vị xuất gia khác thấy giống như Quan Âm Bạch Y mà chúng ta thường thấy trong tranh. Thấy được tướng này. Vị xuất gia còn lại nhìn thấy tướng của tỳ kheo, là một vị xuất gia tỳ kheo. Ba người đều lại trước cửa động nửa tiếng, thấy tướng Bồ Tát không giống nhau. Do đó chúng ta mới hoát nhiên đại ngộ. Thì ra tướng tùy tâm chuyển, tâm thành kính. Tâm chí thiện, tâm thành kính của ba người không giống nhau. Ba người đều có thiện tâm, mức độ thiện tâm cũng khác nhau. Cho nên thấy tướng của Bồ Tát Quan Âm cũng bất đồng. Thấy tướng như vậy rất nổi bật, rất rõ ràng. Mà cảnh giới tướng hiện tại của chúng ta, chúng ta thấy mọi người, thấy mọi việc, thấy mọi vật, hình như tôi thấy và quý vị thấy gần như nhau, thật ra không giống nhau. Những điều vi tế này chúng ta thường hay sơ suất. Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian này, họ nhìn thấy hết thảy chúng sanh là tướng phước đức của nhất chân pháp giới, đến chí thiện viên mãn. Nhưng chúng ta thấy xã hội hôm nay, thấy vô số chúng sanh thị hiện tướng thế giới loại, tướng ác trược,
Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay, cảnh duyên không có tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Dùng cảnh duyên bao quát toàn bộ cảnh giới tướng trong đó. Trong này không có thiện ác. Là tướng bình đẳng, một vị bình đẳng. Vì sao những tướng này sanh khởi biến hóa? Vì tôi thấy là thiện, quý vị thấy là ác. Tôi nhìn thấy hoan hỷ, quý vị nhìn thấy lại ghét. Đây đều do tâm mình sanh ra. Đây chính là duy thức sở biến. Thức là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, ta mới thấy được chân tướng nhất chân pháp giới. Chân tướng là tướng viên mãn. Trong chân tướng, Phật vạn đức trang nghiêm, tướng hảo vô tận. Chúng ta lại hỏi Phật như vậy, tất cả chúng sanh thì sao? Hết thảy chúng sanh với Phật không có gì khác nhau. Chư vị hãy nhớ, thế giới cực lạc là pháp giới bình đẳng. Thế giới hoa tạng há không phải pháp giới bình đẳng? Lại nói, thế giới ta bà hiện tại này chẳng lẽ không phải pháp giới bình đẳng? Tuyệt đối không thể nói chỉ có thế giới cực lạc bình đẳng, thế giới tha phương không bình đẳng. Như vậy trên mặt lý nói không thông. Lý là xưng tánh. Vô lượng vô biên pháp giới chư Phật đều do giấc niệm tự tánh biến hiện ra. Vì sao nó thù thắng, nó có sai biệt, lại không bình đẳng? Không có đạo lý này. Đã là do nhất niệm tâm tánh sanh ra, chắc chắn bình đẳng. Nhưng bây giờ chúng ta thấy hình như không bình đẳng. Không bình đẳng là mình vọng tưởng phân biệt chấp trước, biến cảnh duyên bình đẳng thành cảnh duyên không bình đẳng. Không phải trên cảnh duyên có không bình đẳng, là tâm chúng ta không bình đẳng. Chúng ta dùng ví dụ để nói, tâm Phật giống như một tấm kính trong suốt vậy. Chiếu soi cảnh giới bên ngoài rất rõ ràng, không hề có sự thay đổi. Tâm của Phật Bồ Tát, tâm phàm phu cũng là một tấm gương. Tấm gương này lồi lõm không bằng phẳng, cũng chiếu soi cảnh giới bên ngoài, tướng chiếu vào trong gương rất mất trật tự. Sao ta có thể trách cảnh giới bên ngoài? Trách trong tâm mình có vấn đề, không phải bên ngoài có vấn đề. Sau đó mới biết chúng ta làm sao để sửa đổi sai lầm của bản thân mình. Tâm cảnh chúng ta và tâm cảnh của Phật Bồ Tát không có gì khác nhau. Sau đó ta thấy tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới giống với tướng phước đức viên mãn của Như Lai quả địa thượng. Ở đây nói tướng phước đức, ý nghĩa vô cùng. Đại sư Thanh Lương chỉ nói tướng hảo quang minh vô lượng.
Chỉ nói một câu như thế, cũng chính là thường nói thần có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, không nói ra ý nghĩa sâu sắc trong đó. Tất cả mọi loài chúng sanh, chân tướng của họ, tướng vốn có của họ, đều là thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Quý vị muốn hỏi vì sao? Do xưng tánh hiện ra. Tánh đức vô lượng, tánh đức không có biên tế, đã là nhất niệm tâm tánh hiện ra, sao có chuyện sai biệt được? Hiện nay trước mắt chúng sanh khởi sai biệt, như chúng ta vừa mới đưa ra ví dụ vậy. Ví bản thân chúng ta như tấm gương, tấm gương này lồi lõm không bằng phẳng, cho nên chiếu soi cảnh giới bên ngoài không chính xác. Tu như thế nào? Hai câu bên dưới của Đại sư Thanh Lương đã đề xuất ra cho chúng ta. Thứ nhất là thanh tịnh từ môn. Trong kinh văn nói gọi là thanh tịnh từ môn, do vô hạn nhân sanh ra, mỗi một nhân quả đều gọi là thật, mỗi một tức không cùng tận đều đồng hư không. Câu kết sau cùng, mỗi một tức không cùng tận đều đồng hư không, đây là xưng tánh, tương ưng với tự tánh. Vô hạn nhân sanh ra, đây là sự thật. Thế Pháp và Phật Pháp. Thế Pháp thông thường chúng ta gọi là mười pháp giới, Phật Pháp thường gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới và mười pháp giới đều do vô lượng nhân duyên sanh ra, tuyệt đối không phải đơn thuần, quá phức tạp. Nhưng chư Phật Như Lai đã giác ngộ, giác ngộ triệt để, cho nên mỗi một nhân quả là thật, tức mỗi một nhân quả đều tương ưng với tự tánh. Đây chính là chư Phật Bồ Tát. Còn chúng ta, mỗi nhân quả không tương ưng với tự tánh, trái với tự tánh. Vì thế nhân quả của chúng ta không xưng tánh. Như vật là biến nhất chân pháp giới thành mười pháp giới. Nhưng chư vị phải biết, bất luận xưng tánh hay không xưng tánh, đều sâu rộng vô tận. Tuyệt đối không phải nói phần này của tôi là nhất chân pháp giới, phần kia biến thành mười pháp giới, không có đạo lý này. Một ngộ tất cả ngộ, một mê tất cả đều mê. Đây mới là chân tướng sự thật.
Đây là chánh lý chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh, giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Tuyệt đối không phải nói nửa mê nửa ngộ, không có chuyện đó. Ta ở trong gian phòng này có thể làm cho nó nửa sáng nửa tối chăng? Đó là chuyện không thể. Sáng tức không phải tối, tối tức không phải sáng. Trong phòng này chúng ta mở đèn là sáng, tắt đèn là tối. Không thể nói bật đèn lên tôi bắt nó nửa sáng nửa tối, đâu có đạo lý này. Tắt đèn cũng bắt nó nửa sáng nửa tối, không làm được. Nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng ta mới lãnh hội được tông chỉ dạy học của chư Phật Như Lai. Chúng ta cũng học được nhiều điều khi tiếp thu giáo huấn. Thanh tịnh từ môn, tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Vì thế chúng ta tu học, nói thật tu học chính là sinh hoạt, chính là cuộc sống. Chỉ cần nắm bắt cương lĩnh này, tâm thanh tịnh, chỉ cần trong mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh duyên giữ tâm thanh tịnh, không mất tâm thanh tịnh, đây là nhân tố đầu tiên của tướng phước đức, nhân tố quan trọng nhất. Mấy hôm nay tôi đọc Cảm Ứng Thiền, đọc đến tích lũy công đức. Thanh tịnh từ môn này là tích đức. Do đây có thể biết tâm thanh tịnh bình đẳng giác chính là tích đức. Tâm này tương đồng với tâm của chư Phật Bồ Tát. Tâm này chính là nhất niệm tự tánh. Nhất niệm tự tánh đầy đủ viên mãn thanh tịnh bình đẳng giác. Thực hành thanh tịnh bình đẳng giác, trong cuộc sống hàng ngày biến thành hành vi, chính là câu thứ ba nói đại từ bi hạnh. Đại từ bi hạnh là tướng phước đức. Bên dưới Đại sư Thanh Lương nói câu này rất hay. Khiến những người mù câm thấy nghe đều từ thiện căn lực. Do đây có thể biết tướng phước đức là viên mãn.
Ngày nay trong xã hội chúng ta nói về những người tật nguyền, người tật nguyền có chướng ngại tướng phước đức chăng? Không chướng ngại. Chỉ cần tâm họ thanh tịnh, họ có hạnh từ bi, thân thể dù bị khiếm khuyết cũng không hề bị chướng ngại. Ý này không dễ lãnh hội được. Thật sự nói rõ, cảnh tùy tâm chuyển. Bởi vậy giáo hóa của Đức Phật là cứu cánh viên mãn. Chúng ta tin sâu sắc rằng có thể độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Hạnh đại từ bi sanh ra từ đâu? Sanh ra từ tâm thanh tịnh. Như thế nào gọi là hạnh đại từ bi? Thực hành tâm thanh tịnh vào trong cuộc sống, đây là hạnh đại từ bi. Trong kinh Vô Lượng Thọ giải thích rất tường tận, tâm thanh tịnh bình đẳng giác, chỉ cần có tâm này, cuộc sống hàng ngày của chúng ta, xử sự đối nhân tiếp vật đều là hạnh đại từ bi. Tâm địa không thanh tịnh, tâm địa không bình đẳng, tâm địa không giác ngộ triệt để, tu thiện hạnh như thế nào đều không phải hạnh từ bi thật sự. Quan hệ giữa tâm và hạnh không thể tách rời nhau. Chỉ làm với vẻ bên ngoài chẳng có ích gì. Cảm ứng thiên là trích dẫn một vài đoạn trong Liễu Phàm Tứ Huấn, nói rất hay. Thiện đó không phải là chân thiện. Bên ngoài giả làm như thiện, thật ra là ác. Tích lũy cái ác, quả báo rất đáng sợ. Quả báo nhất định ở trong tam đồ. Đức Phật dạy chúng ta sám hối, dạy chúng ta sửa đổi từ nội tâm. Sự sám hối sửa đổi này hiển lộ ra bên ngoài, gọi là pháp lộ sám hối. Phương pháp này thật sự có thể diệt tội. Không thể phát lộ sám hối, vẫn là gạt mình gạt người. Vì sao vậy? Vì che giấu tội nghiệp của mình. Thánh hiền nhân dạy chúng ta, điều ác phải tuyên bố cho người biết, họ biết. Mỗi người trách cứ, chê bai mình, chê bai trách cứ chính là trả báo, gọi là tội nặng báo nhẹ. Việc tốt phải che giấu, đừng để người biết. Điều thiện này càng tích càng sâu dày,
Người bây giờ không như vậy, làm được chút việc thiện, sợ thiên hạ không biết, đi tuyên dương khắp nơi, người ta gặp quý vị khen ngợi vài câu, vậy là dùng hết phước. Phước thiện không còn nữa, tội ác thì cất chứa che đậy rất kỹ, không ai biết đến. Cho nên ác ngày càng sâu nặng, thiện không còn nữa. Điều này chiêu cảm quả báo như thế nào? Chúng ta suy nghĩ là hiểu ngay. Người thế gian, chúng ta nói người học Phật trong thế gian, người không học Phật thì không nói. Người học Phật ngày ngày đọc kinh, ngày ngày nghe pháp, đối với những vấn đề này cũng không hề có tâm cảnh giác. Thế nên tôi nói hai chữ liễu trì rất quan trọng. Vì sao họ không có tâm cảnh giác? Ngày ngày đọc, ngày ngày nghe, vẫn không hiểu, vẫn không biết, không biết cái đáng sợ của vấn đề này. Tâm sợ hãi, lo lắng không sanh khởi được. Vì thế vẫn thích tuyên dương điều thiện, che đậy việc ác. Đây là hoàn toàn không hiểu không biết. Như vậy làm sao có phước đức tạo ra vô số ác nghiệp? Bây giờ cuộc sống cũng không tệ, hình như không thấy quả báo. Đó là do đời trước họ tu nhiều phước, cho nên tội nghiệp đời này tạo ra chưa khởi hiện hành, vẫn còn dư phước. Khi dư phước hết, ác báo liền hiện tiền. Xem quý vị có bao nhiêu dư phước. Dư nhiều, đến đời sau mới chịu khổ báo. Còn như dư ít, mấy năm sau hưởng hết phước, tuổi già quý vị sẽ chịu khổ báo. Điều này gọi là không phải không báo, mà thời khắc chưa đến. Chúng ta tiếp thu giáo huấn Thánh Hiền, đáng quý nhất là thấu triệt những chân tướng sự thật này, thấu triệt bản thân liền sanh lòng cảnh giác, không dám làm ác. Không những không dám làm ác, mà còn không dám khởi một niệm ác. Chúng ta nhất định phải học Phật Bồ Tát, lấy Phật Bồ Tát làm tấm gương để tu học. Thật sự đoạn ác tu thiện, gốc của đoạn ác tu thiện là tâm. Trước tiên phải tu tâm. Trong Phật Pháp, bất luận tông môn hay giáo hạ, hiển giáo hay mật giáo, đều nhấn mạnh việc tu từ căn bản. Căn bản là tu từ tâm địa. Tu gì? Thanh tịnh bình đẳng giác. Chư vị phải biết, thanh tịnh bình đẳng giác là chân tâm chúng ta. Thanh tịnh bình đẳng giác là tự tánh của chúng ta. Tu gì? Là tu điều này.
tu như thế nào? Xả bỏ những gì ô nhiễm không thanh tịnh, xả bỏ sự cao thấp không bình đẳng, xả bỏ sự mê hoặc không giác ngộ. Bồ Tát hành sáu cương lĩnh. Thứ nhất gọi là bố thí. Bố thí tức là xả. Xả là gì? Đại Bồ Tát xả ba thứ này: xả ô nhiễm, xả cao thấp. Xả ô nhiễm khôi phục thanh tịnh, xả cao thấp khôi phục bình đẳng, xả mê hoặc khôi phục giác ngộ. Đây gọi là tu từ căn bản. Thật sự xả bỏ ba loại chướng ngại này, khôi phục thanh tịnh bình đẳng giác, tất cả tạo tác và ngôn ngữ của mình đều là tướng phước đức. Lúc này như thiền sư Trung Phong nói, đánh người, mắng người đều là tướng phước đức. Vì sao vậy? Vì đánh người, mắng người là giúp người khai ngộ. Giúp người tiêu tài, thành tựu vô lượng vô biên phước đức, là vì tốt cho người khác. Hiện nay nói vì tốt cho xã hội, tốt cho chúng sanh, trong này không có bản thân. Bản thân quả đúng như kinh điển Đại Thừa nói là tam luân thể không. Bên dưới ngài trích dẫn trong kinh Niết Bàn có nghe tán Phật làm đại phước đức. Bên dưới ngài nói, nổi giận nói, sanh ra 7 ngày, mẹ mạng chung, chẳng lẽ đây cũng là tướng đại phước đức? Đây là nói có 2 người. Trong kinh nói tán Phật là tướng đại phước đức, người đó nghe xong nổi giận. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra 7 ngày thì mẹ chết, ngài có phước đức gì? Rất nhiều người có cách nói này. Người tán thán nói tiếp, nói ra sự thật của tướng phước đức. Người tán thán nói, tuổi tác chí nguyện đều thành tựu mà không gấp bách, đánh không sơn, mắng không báo, cho nên tôi nói tướng đại phước đức. Người nổi giận nghe xong tâm phục. Tướng đại phước đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biểu hiện ở đâu? Tuổi tác chí nguyện đều thành tựu. Có tuổi tác 30-40 tuổi,
Đây là giai đoạn tốt nhất trong đời người. Lúc trẻ trung, khỏe mạnh nhất, một người xử sự đối nhân tiếp vật không thô bạo, không dễ chút nào. Không thô bạo tức ôn hòa lương thiện. Học trò Khổng Tử tán thán đức hạnh của thầy, ôn lương cung kiệm nhường. Năm chữ này là tướng đại phước đức. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đầy đủ. Bên dưới đưa ra hai ví dụ, đây đều là sự thật. Quý vị đánh họ không oán hận, quý vị đánh họ mỉm cười, nhẫn nhường. Ôn hậu, lương thiện, nhẫn nhường, đây không phải tướng đại phước đức thì là gì? Người nổi giận nghe như vậy, tâm liền khâm phục. Những đạo lý và những giáo huấn này không những trong kinh luận Phật giáo rất nhiều, hầu như mỗi bộ kinh luận đều khuyên dạy chúng ta. Trong trước tác của Thánh Hiền Thế Gian cũng có rất nhiều giáo huấn như vậy. Cư sĩ Trần Hoàng Mưu thời Tiền Thanh biên tập cuốn sách tên là Ngũ Chủng Di Nguy. Chư vị đồng học rất nhiều người đều thấy. Trước đây khi tôi học với thầy Lý, thầy đem bộ sách này cho chúng tôi làm sách giáo khoa, không thể không đọc trong việc tu thân, khuyên chúng tôi phải đọc và tư duy tường tận, y giáo phụng hành. Đây là cổ nhân đã làm cho chúng ta. Một bản hội tập rất hay, chúng ta không cần đọc nhiều kinh luận, họ đã sưu tập chỉnh sửa đâu vào đó, sưu tập vào một chỗ. Chúng ta đọc bộ sách này đồng nghĩa với đọc mấy trăm loại sách. Trong nhà Phật, Pháp Sư Đạo Thế thời nhà Đường cũng là sợ hậu nhân thấy kinh luận Phật Pháp quá nhiều, quá phức tạp, không biết bắt đầu đọc từ đâu. Ngài mất không ít thời gian. Căn cứ theo kinh luận của Phật, biên tập hai cuốn tạp chí. Đó là Pháp Uyển Châu Lâm và Kinh Luật Dị Tướng, biên soạn hai bộ này.
phân biệt rõ ràng từng phần, trích lục ra những giáo huấn trong kinh điển. Khiến chúng ta xem 150 quyển này giống như xem toàn bộ Đại Tạng Kinh vậy. Cổ nhân yêu thương, quan tâm hậu nhân quá chu đáo. Chúng ta đâu có nhiều thời gian, nhiều tinh lực như vậy để tìm kiếm trong Đại Tạng Kinh. Pháp Uyển Châm Lâm phân thành 100 loại. Nếu quý vị muốn xem kinh điển nói về nhân quả, trong phần viết về nhân quả, Ngài trích lục toàn bộ những gì trong kinh nói về nhân quả đều đưa hết vào phần này. Người thời nay dùng vi tính, dùng vi tính phân loại. Vi tính phân loại rất tốt, quả thật không sót một câu nào. Nhưng quá phức tạp, quá nhiều, quá nhiều. Bây giờ chúng ta cũng cảm thấy đau đầu. Phải xem từng điều, chọn từng vấn đề, rất phiền phức. Ngài đã chọn cho chúng ta, chỉ lấy điều tinh yếu nhất, bỏ hết những gì không cần thiết, đem đến cho chúng ta rất nhiều phương tiện. Đặc biệt là nghiên cứu Phật Pháp, học tập giảng kinh, phát tâm làm công việc hoằng pháp lợi sanh. Hai cuốn tài liệu tham khảo này tuyệt đối không được rời khỏi tay. Trong Pháp thế gian, cổ đức cũng dùng phương thức này biên soạn một cuốn Lịch Sử Cảm Ứng Thống Ký. Trong này sưu tập ghi chép lại nhân quả báo ứng trong 24 bộ sử của Trung Quốc. Có thể nói đây là chính sử. Nếu không phải sự thật 100%, tuyệt đối không viết vào lịch sử. Đã viết vào lịch sử là sự thật, tuyệt đối chắc chắn không phải truyền thuyết. Trước đây, trong các buổi giảng, chúng tôi thường kể những câu chuyện này. Thầy Lý dạy, chúng ta lấy ví dụ trong ba bộ sách này là y cứ tốt nhất. Cho nên suốt đời thầy giảng kinh thuyết pháp, công án duyên cố thầy đưa ra, đại khái đều không ngoài ba bộ sách này. Tôi học với thầy Lý hơi trễ. Thầy dạy học ở Đài Trung 10 năm, tôi mới đến thân cận thầy. 10 năm trước tôi không nghe được, nhưng thầy nói với tôi nguyên tắc này, tôi hiểu. Những bản thảo 10 năm trước, bản thảo của thầy là biểu giải, tất cả vẫn còn, thầy đưa hết cho tôi. Khi dẫn dụng những câu chuyện công án này, thầy đều để trong ngoặc, có đề tên nhưng không nói rõ xuất xứ.
chúng ta tìm không dễ. Thầy nói với tôi, 7-8 phần đều nằm trong 3 bộ sách này. Ba bộ sách này chúng tôi đều có in ấn. Người mới học Phật đặc biệt phải chú trọng việc kiến lập quan niệm nhân quả, kiến lập niềm tin kiên định về nhân quả. Vô cùng quan trọng. Niềm tin là chiếc nôi của mọi công đức. Chúng ta tin điều gì? Tin nhân quả. Trong Di Đà Kinh Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta về 6 loại tính. Trong 6 loại tính này, tinh tự, tinh tha, tinh nhân, tinh quả, tinh sự, tinh lý. Sáu loại này, một tức là 6, 6 tức là 1. Nếu ta nói tinh tự tinh tha mà không tin nhân quả, tức tự tha đều không tin. Trong 6 loại này chỉ cần tin một thứ, chắc chắn 5 loại khác đều tin. Có một điều không tin, tính tâm của mình đều là hư ngụy, đều không phải chân thật. Bởi vậy chúng ta cần kiểm điểm bản thân, xem có đầy đủ tính tâm chăng. Phải quan sát từ chỗ này. Bốn chữ thiện ác nhân quả này rất khó hiểu. Đừng xem nhẹ nó. Mình tưởng đã tin, thực tế là hoàn toàn ngộ nhận. Bản thân tưởng rằng rất như pháp, đâu biết rằng toàn là tội nghiệp. Vấn đề này thường xảy ra. Từ xưa đến nay, không thiếu người mắc phải sai lầm này. Người thời nay phạm sai lầm càng nhiều. Chúng ta thấy kinh Vô Lượng Thọ nói, điều này không thể trách họ. Vì sao không thể trách họ? Vì không ai dạy cho họ biết điều này. Đâu phải sanh ra họ đã biết. Hiểu biết cần phải tiếp thu nền giáo dục tốt đẹp. Họ không có nhân duyên này, không gặp thiện tri thức dạy bảo, làm sao họ biết được? Nhưng không hiểu sự lý, không hiểu rõ tội nghiệp tạo tác nhân quả, vẫn phải thọ báo. Không phải nói người không biết không có tội, người không biết không chịu quả báo, vậy thì tốt biết bao. Bất luận quý vị biết hay không, những gì ta tạo đều có quả báo. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Pháp thế xuất thế đều nói rằng, ngẩng đầu 3 thước có thần minh. Ở trước chúng ta đã học, đâu phải 3 thước, chưa đến 3 tấc.
Tam thi thần ở trong thân thể của chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi cử chỉ rõ ràng nhất là tam thi thần. Cứ 2-3 tháng tam thi thần lên trời đao lợi, báo cáo một lần. Mấy ai biết được việc này? Bây giờ nói đây là mê tín, quý vị vẫn tin điều này? Người bây giờ sẽ gây chuyện thị phi, nói lời gian dối, gạt người. Cổ nhân thì không. Không những Phật Bồ Tát không gạt người, ngày xưa người quân tử đọc sách thánh hiền cũng không biết nói dối, đều không lừa gạt người khác, tuyệt đối không dùng phương pháp tuyên truyền thần đạo để khuyên người hành thiện. Tuyên truyền thần đạo bị người vạch trần, chẳng phải mất hết giá trị ư? Thánh hiền nhân dùng rất nhiều phương pháp giáo hóa chúng sanh, tuyệt đối không dùng cách lừa gạt người. Vì sao vậy? Nếu phát hiện ta từng có lừa gạt một lần, người ta vĩnh viễn không còn tin tưởng mình nữa, đánh mất niềm tin. Sao có thể làm chuyện ngu ngốc này? Chính phủ hiện tại của chúng ta, tôi không rõ lắm. Tôi ở Mỹ 15 năm, hoàn cảnh ở Mỹ tôi biết rõ hơn. Nếu nước Mỹ có ghi chép lại một lần lừa dối mê hoặc, quý vị hoàn toàn đánh mất niềm tin. Người Mỹ rất coi trọng điều này. Đừng sợ mình làm sai, cần phải thành thật. Người ta sẽ có lòng tin đối với mình. Phát hiện có một lần không thành thật, quý vị có biên bản, vĩnh viễn không tin quý vị nữa. Người nước ngoài đến Mỹ, hải quan hoài nghi quý vị, không tin quý vị, cần phải đưa ra chứng cứ chứng minh mình chân thật. Thái độ cơ bản của họ là không tin tưởng mình, hoài nghi mình. Ta phải làm sao chứng minh thành thật? Cho nên người Mỹ họ sống sợ nhất là mất niềm tin. Người Mỹ dùng thẻ tín dụng, khi đánh mất tín dụng, cuộc sống của quý vị rất khốn khó. Quả thật quý vị không có chỗ đứng trong xã hội đó. Sợ nhất là đánh mất tín dụng. Người phương Đông chúng ta không dùng thẻ tín dụng không sao cả. Nhưng người xưa nói đến chữ tín và giữ chữ tín nghiêm cẩn hơn người bây giờ. Ngày xưa gọi là lời hứa ngàn vàng, nhất định phải chịu trách nhiệm lời mình nói ra, tuyệt đối không được hối hận. Làm sai là nhận. Vì thế xã hội đó rất an ninh. Cuộc sống của nhân dân luôn hạnh phúc. Tâm địa rất gần với tiêu chuẩn của thanh tịnh.
Chúng ta chưa từng thấy cổ nhân cũng có thể tưởng tượng được tiêu chuẩn đức hạnh của họ cao hơn chúng ta. Dù không được học hành, không biết chữ, họ sống trong thế gian, nghe người khác nói, thấy người khác làm, thường nghe thấy, nên cũng bị ảnh hưởng. Họ học được khái niệm về luân lý đạo đức, họ cũng có thể tuân thủ nguyên tắc này trong cuộc sống và làm việc. Huống gì trong xã hội cũ ngày xưa, khái niệm luân lý đạo đức của Nho giáo phụ nữ trẻ em đều biết, dạy học Phật giáo càng phổ cập trên cả nước. Ngày xưa trường học không nhiều, nhưng am đường tự viện nhiều. Mà ngày xưa tự viện am đường đều có người xuất gia, đại đức giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Điều này cống hiến rất lớn cho nền an định của xã hội, phú cường của quốc gia. Và đời sống hạnh phúc của nhân dân. Muốn đạt đến mục tiêu này, không có phương pháp nào khác ngoài dạy học. Dạy học của Nho giáo và Phật giáo đều đến mức chí thiện. Hạnh từ bi có thể học từ biểu hiện bên ngoài chăng? Không được. Là từ tâm thanh tịnh bình đẳng giác tự nhiên hiển lộ ra, đó mới gọi là hạnh đại từ bi, là tướng phước đức thực sự. Cho nên tướng từ tâm chuyển. Có tâm thanh tịnh bình đẳng giác, đây là chuyển biến từ nhân, chuyển biến từ căn bản. Có thêm hạnh từ bi, đây là duyên chuyển biến, đầy đủ nhân duyên, tướng phước đức hiện tiền. Ở sau chú giải nói, cho nên từ là phước tướng vô tận, nhưng nó với nghĩa ở trước hổ tương thành tựu. Thật sự từ bi, phần chữ nhỏ bên dưới cũng là chú giải của Đại sư Thanh Lương, chú giải của phần chú giải. Sao lại nói cùng với ý nghĩa ở trước hổ tương thành tựu? Ý nghĩa thứ hai nói từ làm nhân của tướng. Thứ hai là nói thanh tịnh từ môn. Nghĩa của chữ từ tức là quả của tướng, quả sanh ra từ nhân, lại có thể hiện nhân, cho nên gọi là hổ tương thành tựu. Nhân và quả hổ tương thành tựu cho nhau.
Cho nên nhân chính là ý định. Điều này quan trọng hơn tất cả. Hành là duyên, quả là tướng, tướng phước đức là quả. Chúng ta thấy rất nhiều người hành thiện, làm những việc tốt như từ thiện cứu tế, nhưng tướng phước đức không hiển lộ. Nguyên nhân vì sao? Nguyên nhân chính là nhân vốn có, nhân mở đầu, nhân căn bản đó, nhân đó có vấn đề. Nhân là tâm. Chúng ta khởi xướng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, đó là nguyên nhân. Không có tâm này, đi làm công việc từ thiện cứu tế, quý vị chỉ có duyên, không có nhân, vì thế quả không thù thắng. Quả báo này, nếu dùng Phật Pháp để nói, là phước hữu lậu của thế gian, không phải công đức. Phước đức hữu lậu, quả báo là phước báo hữu lậu trong tam giới. Không chuyển nổi nghiệp. Tướng phước đức không thể hiện tiền. Nhà Phật tạo tượng. Ngày xưa, người tạo tượng hiểu biết đều y cứ tiêu chuẩn trong kinh Tạo Tượng Lượng Độ nói để tạo tượng Phật, tạo tượng Bồ Tát, tạo tượng A-la-hán, thậm chí tạo nhân tượng để thờ phụng. Thờ phụng người bao gồm thiên thần, nó đều có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn là gì? Phải làm cho nhân quả phước đức nổi bật lên trên tướng của bức tượng, khiến người thấy tướng này liền nhận ra loại tướng hảo nào là do quả báo nhân duyên nào biến hiện ra, khiến người nhìn thấy tướng hảo liền sanh khởi muốn tu nhân. Chúng ta tu nhân mới đạt được tướng hảo này. Người thời này tạo tượng không chú ý đến điều quan trọng này. Bây giờ chúng ta thấy rất nhiều tượng Phật Bồ Tát, nhận ra điều gì? Là tượng người nghệ thuật. Thấy tượng Phật Bồ Tát là tướng của một mỹ nam tử, không phải tướng phước đức. Thấy tượng Bồ Tát Quan Âm là một mỹ nữ của thế gian, vì thế nhìn thấy tượng này tâm thanh tịnh không sanh khởi. Tượng tạo rất đẹp, nhưng tướng không thể khiến người sanh khởi công đức. Chúng ta phải biết điều này.
Tạo tượng nương theo tiêu chuẩn trong kinh Tạo Tượng Lượng Độ vẫn thỏa đáng hơn. Vị thiên vương này nói thật đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Niệm Quang Thiên Vương, thấu triệt hết thảy tướng phước đức vô tận của Phật. Ngài tu hành chứng quả từ pháp môn này. Trong pháp môn niệm Phật, pháp môn này thuộc quán tượng niệm Phật. Pháp môn niệm Phật nói đến bốn phương pháp niệm Phật: thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, trì danh niệm Phật. Đây thuộc quán tượng niệm Phật. Người ta niệm Phật có thể liễu tri. Ngài thấu triệt lý sự nhân quả của tướng phước đức vô tận. Vì thế mà được lợi ích. Mỗi ngày chúng ta cũng lạy Phật, chiêm ngưỡng tượng Phật, lễ lại, nhưng thiếu liễu tri. Thiếu hai chữ này, cho dù ngày ngày làm cũng chỉ là phước đức mà thôi, thuộc về phước đức hữu lậu của thế gian. Vô tận phước đức là vô lậu, phước đức vô lậu mới là vô tận. Chúng ta là hữu lậu, quả báo hữu lậu rất nhỏ bé, thời gian lại ngắn ngủi. Phước đức vô lậu mới lớn, thời gian vô hạn, cảnh giới vô biên. Giới hạn của hữu lậu và vô lậu ở đâu? Nói một cách đơn giản là có tâm và vô tâm. Có tâm, ta có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Những gì tu được là hữu lậu. Không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, những gì tu được là vô lậu. Chư vị phải biết, lậu là đại danh từ của phiền não. Quý vị có vọng tưởng, vọng tưởng là vô minh phiền não. Có phân biệt là trần sa phiền não. Có chấp trước là kiến tư phiền não. Không đoạn tận ba loại phiền não này, tu mọi điều thiện đều là phước đức hữu lậu. Nếu đoạn tận ba loại phiền não này mới thành quả báo vô lậu, quả báo vô tận. Chư Phật Bồ Tát khác với hàng phàm phu chúng ta chính là ở chỗ này. Cho nên chư Phật Bồ Tát gọi là lậu tận. A-la-hán, chúng ta thường thấy trong kinh điển A-la-hán chứng lậu tận thông. Thật ra lậu tận thông của họ, họ mới đoạn được một trong ba loại phiền não, dứt sạch kiến tư phiền não. Đoạn một loại, đoạn một loại có thể vượt thoát luân hồi lục đạo. Họ không còn chịu khổ nạn trong lục đạo, trú vào trong tứ thánh pháp giới.
Nếu tiếp tục đoạn phân biệt, vậy là dứt sạch trần sa phiền não, họ vĩnh viễn thoát ly mười pháp giới. Trú vào nhất chân pháp giới, tri kiến tương đồng với Như Lai, dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Trong tướng tông gọi chân tâm là tứ trí bồ đề, vọng tâm là tám thức 51 tâm sở. Ngày nay chúng ta dùng vọng tâm. Then chốt tu hành của tướng tông là chuyển thức thành trí. Làm sao chuyển bát thức thành tứ trí? Trên nguyên tắc cũng có thể nói rất rõ. Tám thức, thức thứ sáu và thức thứ bảy chuyển trên nhân, thức thứ năm và thức thứ tám chuyển trên mặt quả. Đây là khai thị rất quan trọng. Tu hành hạ thủ từ đâu? Từ thức thứ sáu và thức thứ bảy. Chuyển thức thứ sáu và thức thứ bảy, chuyển hai thức này như thế nào? Thức thứ sáu phân biệt, thức thứ bảy chấp trước. Nếu ở trong tất cả pháp xa lìa chấp trước, vậy là chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí. Nếu không còn phân biệt đối với tất cả pháp, chuyển đệ lục ý thức thành diệu quan sát trí. Vẫn là buông bỏ phân biệt chấp trước. Cách nói của tướng tông và tánh tông không giống nhau, thực ra đều là một vấn đề. Buông bỏ phân biệt chấp trước, chính là trên mặt nhân chuyển hai loại vọng thức. Chỉ cần chuyển thức thứ sáu và thứ bảy, A Lại Gia tự nhiên chuyển thành đại viên cảnh trí. Năm thức trước tự nhiên chuyển thành thành sở tác trí. Thành sở tác trí chính là ở đây nói đến hành đại từ bi. Chuyển thức thứ sáu, bảy, tám, tâm đại từ bi. Tâm thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền. Đây là chân công phu, công phu thật sự. Bởi vậy hạ thủ công phu, hạ thủ từ đâu? Trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đối nhân tiếp vật, dụng công phu nơi chỗ khởi tâm động niệm. Đây gọi là tu hành chân chánh, tinh tấn tu hành. Pháp môn Tịnh Tông chúng ta đều nghe nói, chư Phật Bồ Tát đều nói pháp môn này rất thù thắng, vô cùng thù thắng. Thù thắng ở đâu? Thù thắng ở công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Phàm phu chúng ta không thể không có ý niệm. Không có ý niệm là bậc thánh nhân, không phải phàm phu.
lợi ích của Tịnh Tông, ý niệm vừa khởi lên lập tức chuyển thành A Di Đà Phật. Không để nó tiếp tục phát sanh. Niệm thứ nhất là vọng niệm, bất luận là thiện hay ác đều vọng niệm. Niệm thứ hai là A Di Đà Phật. Tông môn thường nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Đừng sợ khởi niệm, đó là tập khí phiền não từ vô thủy kiếp đến nay. Tập khí phiền não này không đoạn tận được, muốn đoạn cũng đoạn không được. Nhưng ý niệm vừa khởi lên, niệm thứ hai chuyển thành A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật này là giác, vô lượng giác. Dùng niệm giác này phá niệm mê. Niệm Phật là chuyển thức thành trí, niệm Phật là phá mê khai ngộ. Ta phải thấu triệt mới có công dụng này. Không thấu triệt, vừa niệm Phật vừa suy nghĩ lung tung, vẫn là mê mà không giác. Vẫn dùng thức, chưa chuyển thức thành trí. Niệm Phật như vậy chỉ là kết chúc thiện duyên với Phật A Di Đà, đời này không khởi tác dụng. Như thầy Lý nói, đáng sanh tử như thế nào thì sanh tử như thế. Câu này nói rất nặng, nghĩa là phải tiếp tục luân hồi, phải tiếp tục đọa lạc. Hai chữ liễu trì là then chốt của công phu tu hành. Thấu triệt công phu mới đắc lực, không thấu triệt công phu không sao đắc lực được. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.